Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ cách nấu món chè đậu đỏ theo yêu cầu. Món chè đậu đỏ tiếng Hoa là hồng tẩu xa. Nguyên liệu và cách nấu món chè đậu đỏ này thì cũng khác hoàn toàn cách nấu của người Việt nha. Chỉ cần mình làm thêm một bước này á, thì hạt đậu đỏ, đậu xanh hoặc là đậu đen á, nấu rất là nhanh mềm và không bị nát ra, ăn rất là bùi. Như vậy á, mình vừa tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà ăn rất là ngon nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đi ngâm đậu đỏ trước nha. Ở đây là 250g đậu đỏ, Nguyên sẽ mang đi rửa lại một nước trước khi mình ngâm đậu. Sau khi rửa đậu xong thì mình đổ vào một cái tô lớn, rồi mình cho nước vào ngâm đậu. Cái lượng nước mình cho vào tương đối nhiều nha, tại vì đậu chút nữa nó hút nước nhiều lắm và nó sẽ nở ra rất là nhiều. Nếu mà thấy hạt đậu mà nó bị lép hoặc là vỏ đậu nó nổi lên trên thì mình vớt bỏ nha, tại vì cái này chút nữa nấu xong nó cũng không có được ngon đâu. Nếu mà các bạn ngâm bằng nước nhiệt độ phòng thì mình phải ngâm trên 4 tiếng hạt đậu nó mới nở ra. Nếu mà không có thời gian á, các bạn có thể ngâm bằng nước nóng thì khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi thì hạt đậu nó sẽ nở ra như vậy nha. Cái này là Nguyên ngâm qua đêm rồi nè, hạt đậu nó đã nở ra rất là căng tròn. Bây giờ thì Nguyên sẽ mang đi đổ cái nước rồi mình rửa lại một nước nữa nha. Để hạt đậu nấu nhanh và mềm bùi thì Nguyên sẽ làm thêm bước này nè. Mình đổ đậu vào trong một cái thau rồi mình đậy kính á, cho vào ngăn đông. Cái này các bạn có thể cho nước vào cũng được nhưng mà thời gian đông đá nó sẽ lâu hơn. Mình nhớ là bọc kỹ lại ha, rồi mình cho vào ngăn đông á, cho đến khi nào mà hạt đậu nó đông cứng thì mình lấy ra nấu. Trong thời gian này thì mình đi ngâm trần bì nha, tức là vỏ quýt mà mình phơi khô đó. Món chè này mình nấu với trần bì thì không có xa lạ đối với người Hoa đâu. Hầu như tất cả những người lớn tuổi đều nấu cách này hết. Mình cho một ít trần bì vào trong cái chén, sau đó mình cho nước vào mình ngâm cho nó nở ha. Cái này mình không có ngâm lâu quá, tại vì ngâm lâu quá thì nó bị mất cái mùi thơm đó. Trần bì sau khi mình ngâm nó nở ra như vậy là được rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đi đổ bỏ cái nước này, sau đó thì mình rửa lại một nước nữa. Sau khi rửa sạch lại rồi thì mình dùng một con dao nhọn á, mình cạo cái lớp này ra nha. Nếu không á, nấu xong á, ăn nó có cái vị đắng á. Nếu mà trần bì để càng lâu năm á, thì mình không cần cạo cũng được, lúc đó trần bì nó thơm chứ nó không có vị đắng nha các bạn. Thực ra vỏ quýt á, sau khi mình phơi khô, mình để nơi khô ráo á, phải trên 3 năm á, thì mới gọi là trần bì nha. Còn mà chưa đến 3 năm á, thì chỉ gọi là vỏ quýt khô thôi. Nên cái miếng mà Nguyên đang cạo có thể gọi là vỏ quýt chứ không phải là trần bì. Thì mình cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó mình cắt nhuyễn nha. Trần bì thì để càng lâu năm sẽ càng thơm và giá trị dược liệu cũng càng cao, và đương nhiên tính theo thời gian thì sẽ càng mắc tiền. Từ 10 năm trở lên thì rất là mắc nhưng mà bây giờ cũng rất là hiếm mua được nha các bạn. Cho nên bây giờ nhà Nguyên mà ăn quýt xong á, Nguyên cũng hay để lại cái vỏ quýt á, sau đó mình phơi khô á, rồi mình cho vào một cái hộp, thỉnh thoảng á, mình lấy ra phơi nắng để cho nó không có bị ẩm mốc á, mình để càng lâu càng tốt nha các bạn. Mình nấu món chè đậu đỏ này á, cho một ít trần bì vào á, thì chè ăn rất là thơm và cũng rất là tốt cho ai mà bị kém ăn nè, ho có đàm, mất ngủ, và đặc biệt á, món chè này á, rất là tốt cho chị em phụ nữ chúng ta nha. Nếu mà không có trần bì á, thì mình bỏ qua bước này nha. Đậu đỏ bây giờ nó đã đông cứng lại rồi thì mình gỡ cái food wrap này ra nha. Bây giờ nó đông cứng hoàn toàn luôn nè các bạn. Thì sau khi đông cứng á, mình sẽ rã đông lại mình nấu á, thì cái hạt đậu nó rất là mềm và rất là bùi nha. Mình ngâm nước vào trong này á, để cho nó rã đông liền luôn. Mình cho nước vào trong này á, sau 5 phút thì hạt đậu nó đã rã đông hoàn toàn rồi nè. Bây giờ hạt đậu á, nó rất là căng tròn. Hạt đậu này bây giờ nó còn sống hoàn toàn nhưng mà mình bóp vào nó nát ra rất là dễ nè. Giống như là mình đã nấu chín vậy đó. Cho nên chút nữa mình nấu nó rất là nhanh mềm nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mang đậu này đi đổ bỏ cái nước rồi mình rửa lại một nước nữa nha. Chuẩn bị một cái nồi và Nguyên cho vào trong cái nồi này là khoảng 2 lít rưỡi nước nha. Sau khi cho nước vào rồi á, thì mình cũng đổ đậu đỏ với lại trần bì vào luôn. Thì mình nấu từ nước lạnh nha, để cho cái trần bì này nó ra cái mùi thơm đó.
Nước sau khi sôi á, nếu mà thấy bọt á, thì mình vớt nhẹ nha. Mình đừng có vớt chúng trừng bị, nếu mà vớt trúng á, thì mình rửa sạch mình cho vào lại nha. Sau khi mình cho chuẩn bị với là đậu đỏ vào á, thì mình bấm thời gian là nấu 15 phút trước nha. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Ở đây là 200g hạt sen tươi. Nếu mà các bạn dùng hạt sen khô á, thì mình dùng ít lại nha. Tại vì mình dùng 200g nó nở ra nhiều lắm thì mình dùng khoảng 30g thôi. Nếu mà hạt khô á, thì mình nên ngâm cho nó nở ra trước. Sau đó thì mình cũng phải trụng qua nước sôi á, cho nó không có cái vị nhẫn nha. Mình cho thêm hạt sen vào nấu với chè đậu đỏ thì giúp món chè nó ngon bùi hơn. Với lại mình ăn hạt sen cũng tốt cho giấc ngủ nha. Bây giờ Nguyên sẽ mang đi rửa sạch. Chè đậu đỏ này bây giờ Nguyên nấu được 15 phút rồi. Nếu mà thấy có bọt thì mình vớt sạch cái bọt đi nha. Đậu đỏ này sau khi nấu 15 phút á, Nguyên vớt ra kiểm tra thì có vài hạt nó cũng bị nát ra do nó cũng mềm rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình cho hạt sen vào mình nấu nữa nha. Cho hạt sen vào rồi thì nồi chè nó sẽ lên bọt ha. Bây giờ thì mình vớt sạch bọt và mình sẽ tiếp tục nấu thêm 30 phút á, mình nấu lửa trung bình thấp nha. Món chè đậu đỏ của người Hoa thì rất là ít cho bột bán, nhưng mà Nguyên thấy cho vào ăn rất là ngon, cho nên thì Nguyên cho khoảng 50g vào. Thì Nguyên thấy cái hiệu Thái Lan này nè ăn rất là ngon, thì ngon hơn mình mua ở ngoài chợ á. Cái này Nguyên mua ở trong siêu thị nha các bạn. Ở ngoài sau thì nó có hướng dẫn mình cách nấu, nhưng mà mình không cần phải làm theo đâu nha. Tại vì cái này mình chỉ cần nấu 10 phút là được rồi. Mình nấu 10 phút sau đó mình cho vào trong chè mình nấu tiếp nữa nha. Nếu mà mình nấu 50g bột bán á, thì mình phải cho 1 lít rưỡi nước nha. Tại vì mình cho nước ít quá thì nó sẽ bị vón cục á. Cho 1 lít rưỡi nước vào trong nồi rồi á, sau đó mình bắt lửa ha. Và nước sau khi sôi á, mình đổ bột bán vào trong này. Bột bán các bạn nhớ là mình không cần phải rửa nước nha. Nếu mà rửa nước thì nó sẽ bị bở ra. Sau khi mình đổ bột bán vào trong nồi nước sôi rồi á, thì mình hạ lửa trung bình thấp mình nấu nha. Và sau 10 phút á, thì mình thấy bột bán nó sẽ trong lại. Bột bán á, sau khi nấu 10 phút á, thì mình lấy ra mình đổ vào một cái rây. Sau đó thì mình phải rửa nước lạnh liền nha, để cho nó săn lại. Săn lại như vậy chút nữa mình nấu nữa thì nó không có bị dễ bở ra. Với lại ăn nó sẽ giòn giòn dai dai, ăn ngon lắm. Bột bán mình nấu có 10 phút thôi nó đã trong hoàn toàn rồi nè. Nồi chè này tổng cộng Nguyên nấu được 45 phút rồi nè. Bây giờ hạt đậu nó đã rất là mềm và hạt sen nó cũng mềm rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ thêm nước rồi mình cho bột bán vai lại đường mình nấu thêm 15 phút nữa là được. Chè bây giờ nó sắc nước xuống cho nên cái mùi trần bì rất là thơm luôn nha các bạn. Và bây giờ thì mình cho bột bán vào trong cái nồi mình nấu. Nếu mà bột bán mình không có cho vào liền thì mình nên ngâm nước nha. Nếu không nó sẽ dính vào cái rây. Rồi mình cho lại cái lượng nước như ban đầu vậy đó. Hoặc là mình cho thêm một chút cũng được nha. Đậu đỏ và hạt sen nó cũng đã mềm rồi cho nên thì Nguyên cho đường vào trong này mình nấu cho nó ngọt ha. Đường thì Nguyên sử dụng đường phèn thì mình có thể dùng từ 300 cho đến 350g. Thì Nguyên cho là 350g á, thấy cũng rất là vừa ăn. Cho đường vào á, nếu mà thấy bọt á, thì mình vớt bọt rồi. Sau đó thì mình nấu thêm 15 phút nữa cho đậu nó ngấm đường thì nó mới ngon nha các bạn. Nếu mà nấu theo cách của người Hồng Kông á, thì khi đậu nấu mềm rồi á, người ta sẽ vớt 1-2 vá đậu ra để vào một cái rây và chà cho hạt đậu nó nát ra. Sau đó thì bỏ cái phần vỏ đậu và cái phần mà được chà ra mịn như cát á, thì sẽ đổ vào trong cái nồi chè lại. Món chè này có tiếng Hoa là hùng tẩu xá. Hùng tẩu tức là đậu đỏ, còn xá tức là cát. Cho nên người ta sẽ làm cái cách này giống như là nấu cho hạt đậu nó ra cát luôn thì nó mới ngon đó các bạn. Sau khi mình cho đường vào rồi thì mình nấu thêm 15 phút. Như vậy nồi chè này tổng cộng mình nấu đúng 60 phút nha các bạn. Sau khi tắt lửa rồi thì bây giờ Nguyên sẽ nêm vào trong này là 1/4 muỗng cà phê muối. Mình cho một ít muối vào để dần lại cái vị ngọt, ăn nó sẽ đậm đà hơn.
Nếu mà có thời gian thì mình làm thêm một bước là mình cho đậu vào trong ngăn đông, thì khi nấu chè nó rất là nhanh mềm nha các bạn. Nhưng mà cách nấu này không có áp dụng cho chè đậu trắng nha, tại vì Nguyên cũng đã thử qua rồi. Chè đậu trắng thì mình chỉ có ngâm với bột baking soda mình nấu nó mới nhanh mềm. Đối với các loại đậu khác thì được nha. Bây giờ thì Nguyên xin phép ăn trước nha. Chè đậu đỏ rất là thơm mùi trần bì, nước chè có vị ngọt thanh, hạt sen và đậu đỏ thì rất là mềm và bùi lắm, ngon lắm nha các bạn. Nhà Nguyên thì rất là thích ăn loại chè đậu đỏ mà nấu theo cách truyền thống này. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tớ chè tài cá sâu thảy.